thượng, Long Hòa, Hòa Bình. Với địa hình như thế, có thể nói là Long An tiềm ẩn nhiều rủi ro do tai nạn đuối nước gây ra. Để truyền tải thông điệp phòng chống tai nạn đuối nước, hôm nay, phương thức sân khấu hóa, đơn vị chúng em xin được tham gia tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước và thực phẩm. Thank you.
tuyệt vời, sao vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những vụ tai nạn thương tích không mong muốn xảy đến như tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong nhà trường. Tiếp theo chủ đề phát thanh hôm nay, đội tuyên truyền của ông xin gửi đến các bạn nội dung về các biện pháp phòng chống phòng tránh đuối nước ở trẻ em. Đuối nước là hiện tượng không khí có thiếu oxy không thể vào phổi được do có sự xâm nhập đột ngột và nhiều đuối nước. We'll be right back.